Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel làm giàu ở Mỹ. Mình là Thắng. Hôm nay mình cực kỳ hào hứng và phấn khích để thông báo cái việc thành lập cộng đồng người Việt giúp đỡ lẫn nhau để làm giàu ở Mỹ. Mình đã thành lập cái kênh YouTube của mình là Làm Giàu Ở Mỹ được một thời gian và có được rất là nhiều sự hưởng ứng của các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều nếu các bạn đã tham gia cái channel của mình trong thời gian vừa qua, xem video và post những cái comment và có những cái câu hỏi rất là thú vị. Mình rất là hạnh phúc khi mà mình chia sẻ được những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức của mình mà mình đã tích lũy được trong khoảng 20 năm ở Mỹ, làm việc ở các tập đoàn lớn, ở các cái công ty lớn ở Mỹ và chia sẻ các cái kinh nghiệm và kiến thức đó cho tất cả cộng đồng người Việt của mình để mọi người có thể có những cái mẹo tài chính, có những cái kiến thức và thông tin về tài chính để có thể làm tăng thu nhập của mình, giảm chi phí và đầu tư an toàn dài hạn trên thị trường chứng khoán Mỹ để cho mỗi người Việt chúng ta đều trở thành giàu có hơn, thành đạt hơn và có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn ở ở Mỹ và ở nhiều nước khác ở trên toàn thế giới. Tuy nhiên á, khi mà mình thành lập cái kênh YouTube này á, thì mình nghĩ là mình chia sẻ được rất là nhiều kiến thức và mình có những cái chuyện mà mình không biết thì mình sẽ làm research và mình sẽ làm nghiên cứu thêm để chia sẻ với mọi người. Nhưng mà mình cũng nhận ra là một mình á, thì kiến thức nó sẽ không có đầy đủ và nó sẽ không có toàn diện được 100%. Cho nên là mình muốn mời tất cả những người Việt của mình ở hải ngoại, ở Mỹ, ở Canada, ở Úc, ở Anh hay là ở các nước ở trên toàn thế giới. Các bạn cũng có những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm trong các cái lĩnh vực khác nhau và các bạn có thể chia sẻ để cộng đồng người Việt của mình có thể học hỏi được lẫn nhau và có thể có những cái kiến thức và những cái thông tin xác đáng nhất để có thể có những cái quyết định về tài chính mà làm cho cuộc sống của mỗi người Việt, mỗi gia đình người Việt ở trên đất Mỹ, Canada và Úc, Anh có thể giàu có hơn và thành đạt hơn. Cho nên là mình muốn mở rộng cái channel của mình thành một cái cộng đồng người Việt giúp đỡ lẫn nhau để cùng có thể làm giàu được ở các cái nước ở trên các nước Mỹ, Canada, Anh hay là Úc và những cái nước khác ở trên toàn thế giới nữa. Cho nên là mình mới quyết định thành lập cái cộng đồng người Việt giúp đỡ lẫn nhau để làm giàu ở trên Facebook, bởi vì ở trên Facebook á, thì mình có thể thành lập một cái cộng đồng, một cái trang cho cộng đồng, tức là một cái trang public group và cái trang đó sẽ mọi người có thể đặt các cái câu hỏi và tất cả những cái người trong cộng đồng đều có thể trả lời các cái câu hỏi của các bạn được. Cho nên như vậy thì làm cho là nhiều người có thể đóng góp được cái kiến thức và kinh nghiệm của mình để giúp đỡ nhiều người hơn trong cộng đồng của mình. Lại tất nhiên là mình vẫn tiếp tục làm các cái video về các cái đề tài chuyên sâu về các cái câu hỏi và thắc mắc của các bạn để mà giải đáp các cái yêu cầu, các cái câu hỏi của các bạn và có những cái video hướng dẫn rất là chi tiết, chuyên sâu để các bạn có thể làm từng bước một. Có những câu hỏi thì mình chỉ cần hỏi và trả lời rất là ngắn gọn. Nhưng mà khi mình làm các video á, thì những cái video và những cái clip của mình á, thì thường là nó chuyên sâu hơn, nó có những cái chi tiết hơn và mình bỏ thời gian để mà mình làm research và mình nghiên cứu để mình có thể trả lời các cái câu hỏi một cách xác đáng, một cái cách đúng đắn nhất và đầy đủ nhất có thể được. Thì mình vẫn tiếp tục làm các cái video hàng ngày và hàng tuần để các bạn theo dõi và để các bạn học hỏi thêm. Nhưng mà cái public group page ở trên Facebook á, thì sẽ giúp rất là nhiều người ở trong cộng đồng người Việt trên toàn thế giới của mình đóng góp các cái kiến thức và kinh nghiệm của họ để cho tất cả cộng đồng người Việt của mình đều có thể học hỏi và phát triển thành đạt hơn. Thì mình hy vọng là các bạn sẽ join vào các cái trang public forum này, public page này để cho mình có thể thành đạt, để cho cộng đồng người Việt mình đều có thể chia sẻ các cái kinh nghiệm và các cái kiến thức để cả cộng đồng người Việt của mình càng ngày càng lớn mạnh và thành đạt hơn ở trên đất Mỹ này và ở những cái nước khác ở bên phương Tây này cũng như thế. Thì ở đây khi mà các bạn vào cái trang YouTube của mình Làm Giàu Ở Mỹ thì ở đây các bạn sẽ thấy có các cái link
thì ở dưới này khi mà các bạn click vào những cái link này á, thì ở đây mình có tất cả là bốn cái link. Thì cái link đầu tiên á, là mình giới thiệu cái sản phẩm mà mình phát triển gần đây là robot giúp để tìm vé máy bay giá rẻ. Và cái trang này á, JetJenny này là một cái robot mà sẽ giúp cho các bạn tìm vé máy bay giá rẻ rất là đơn giản mà các bạn không phải làm gì cả. Các bạn vào đây, các bạn chỉ cần ghi đưa vào ngày đi, nơi đi và nơi đến, ngày đi. Và ở đây các bạn thấy nó rất là tốt, đó là nó cho các bạn chọn được 10 đến 21 ngày khởi hành linh hoạt. Các bạn có thể nói là đi ngày 26 tháng 11, nhưng mà đi trước 5 ngày, đi trễ 5 ngày cũng được. Và các bạn có thể đi là 21 ngày, 22 ngày, 23 ngày, các cái khoảng thời gian khác nhau. Thì nó sẽ giúp các bạn tìm các cái chuyến bay giá rẻ nhất trong cái khoảng thời gian linh hoạt đó, nội trong vòng 1 phút và 2 phút, và bạn không cần phải làm cái gì cả. Và sau đó nếu mà bạn chưa có sẵn sàng book thì cái robot này hàng ngày nó vẫn tiếp tục tìm lại những cái theo những cái chuyến bay này để tìm lại cho bạn cái chuyến bay giá rẻ hơn, bởi vì giá máy bay thì nó thay đổi hàng ngày, cho nên cái robot này nó tự động nó làm từng hàng ngày như vậy để giúp các bạn tìm được cái cập nhật cho các bạn những cái thay đổi về vé máy bay, về ngày bay và về thời gian bay, để cho các bạn luôn luôn có được cái vé máy bay giá rẻ nhất. Thì đó là cái link đầu tiên. Cái link thứ hai á, là cái link thứ hai là cái link về Facebook Group Page. Thì cái link này là cái link quan trọng, bởi vì đây là cái link mà mình tạo ra cho cộng đồng người Việt mình giúp đỡ lẫn nhau để làm giàu ở Mỹ. Thì ở đây mình vừa mới tạo ra cái public group page này, thì các bạn vào và join cái group này giúp mình. Và khi mà các bạn join vào cái group này á, thì là các bạn có thể đặt câu hỏi, và tất cả những người trong cộng đồng người Việt của mình mà đều muốn được làm giàu và đều muốn được có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn ở Mỹ, có thể đóng góp và chia sẻ kinh nghiệm và chia sẻ kiến thức của mình để cho cả cộng đồng mình đều có thể thành công hơn và giàu có hơn và thịnh vượng hơn. Thì ở đây mình lập cái trang này để mình muốn kêu gọi tất cả những người Việt ở hải ngoại, ở đâu cũng được, đặc biệt là ở Mỹ, tham gia vào để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm để chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau. Thì ở đây mình tạo cái group này để mình có thể chia sẻ kiến thức, thông tin và kinh nghiệm để làm giàu, và mình sẽ tập trung vào các mẹo tài chính để tăng thu nhập, giảm chi phí, đầu tư an toàn dài hạn để cho cộng đồng người Việt của mình giàu có hơn. Ngoài ra thì mình cũng còn thêm một cái trang nữa, đó là cái trang YouTube, Facebook YouTube page. Thì cái trang này á, là cái trang Facebook page cho cái kênh YouTube làm giàu ở Mỹ của mình. Và ở đây á, thì mình sẽ post những cái video mà mình đã post ở trên bên kênh YouTube. Thì thật ra mình làm cái trang này á, là để cho mọi người có thể follow và like, follow cái trang YouTube page này. Và khi mà mình chia sẻ các cái video mà mình làm ở trên trang YouTube của mình á, thì nếu mà các bạn muốn chia sẻ các cái video đó cho bạn bè hoặc người thân ở trên Facebook thì cái này nó sẽ dễ hơn. Các bạn chỉ cần vào đây và các bạn bấm share là các bạn có thể share được các cái video này cho bạn bè hoặc là người thân của mình, đặc biệt là bạn bè và người thân của mình ở trên Facebook. Bởi vì á, là mình thấy á, là YouTube thì càng nhiều, càng lúc thì là có càng nhiều người xem các cái kênh YouTube, nhưng mà thật ra là Facebook vẫn là cái nơi mà cộng đồng người Việt của mình bỏ thời gian nhiều nhất, bởi vì Facebook nó đã tồn tại rất là lâu rồi và rất là dễ để mà kết nối và stay in touch với là family, với là bạn bè, đặc biệt là ở Mỹ, ở Việt Nam hoặc là ở trên có những cái khoảng cách địa lý, thì rất là nhiều người ở trên Facebook, cho nên mình lập cái trang Facebook này để dễ share và dễ 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 để cho mọi người có thể share các cái video và dễ để cho mọi người có thể mời để follow cái trang này để lấy những cái thông tin cập nhật nhất, đặc biệt khi mà mình post các cái video mới. Alright. Thì ở đây các bạn nhớ giúp mình á, là nếu mà các bạn thấy đây là những cái ý tưởng tốt và mình muốn giúp cho cả cộng đồng người Việt của mình giàu có hơn, thành đạt hơn, và mình có thể chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức lẫn nhau, thì các bạn click vào cái link của cái group page này và join cái group này. Và khi các bạn join thì các bạn có thể hỏi rất là nhiều các cái câu hỏi, và những người trong cái cộng đồng có nhiều người có nhiều kinh nghiệm hơn mình, có nhiều kiến thức hơn mình ở trong các cái lĩnh vực khác nhau sẽ
sẽ chia sẻ các cái kinh nghiệm, các cái kiến thức đó để cho tất cả chúng ta ở trong cộng đồng là đều có thể phát triển tốt hơn, đều có thể có một cái cuộc sống thành đạt và thịnh vượng hơn. Thì các bạn giúp mình vào trong này và click vào các cái link này để các bạn có thể join vào các cái cộng đồng này và học hỏi lẫn nhau để cho cái cộng đồng người Việt của mình càng ngày càng giàu có hơn và thành đạt hơn ở ở trên đất khách quê người. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình chỉ muốn làm cái video này ngắn gọn để thông báo với các bạn về việc thành lập cái cộng đồng người Việt giúp đỡ lẫn nhau làm giàu ở Mỹ để mọi người có thể tham dự vào và cùng có thể làm giàu và có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn ở Mỹ và ở các nước khác ở trên thế giới. Nếu mà các bạn thích thì join và mời người thân bạn bè join vào giúp mình để tất cả chúng ta đều có thể học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem channel của mình thì các bạn cũng nhớ đăng ký kênh để mình có thể gặp nhau thường xuyên hơn. Mình ra video vào mỗi ngày và các video của mình thì chỉ tập trung vào ba chủ đề. Thứ nhất là làm sao để tăng thu nhập, làm sao để giảm các cái chi phí ở Mỹ và ở các nước trên toàn thế giới. Và mình làm rất là nhiều các cái video để hướng dẫn cho việc đầu tư an toàn và dài hạn trên thị trường chứng khoán Mỹ, bởi vì mình tin là để giàu có thì mình phải tìm cách làm cho tiền của mình đẻ ra tiền nhanh hơn là cái sức lao động của mình đẻ ra tiền. Nếu đến một cái ngày nào đó mà mình không làm gì cả mà tiền của mình đẻ ra nhiều tiền hơn là cái sức lao động của mình phải làm việc trong cái ngày đó, thì lúc đó là mình đã rất là giàu có và có được một cái cuộc sống rất là tự chủ về tài chính, độc lập về tài chính, đúng không? Bởi vì tiền của mình đã sinh ra tiền nhanh hơn cái sức lao động của mình, là mình không cần phải làm việc nữa, và cái tiền của mình sẽ đẻ ra tiền để cho mình có thể ăn tiêu và có một cái cuộc sống rất là thoải mái cho suốt cả cuộc đời của mình. Thì nếu mà đó là những chủ đề mà các bạn cũng muốn quan tâm và các bạn cũng muốn tìm hiểu học hỏi thêm thì các bạn nhớ đăng ký kênh để mình có thể gặp nhau thường xuyên hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, rất 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 là nhiều, và cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ channel của mình trong thời gian vừa qua. Mình lập cái kênh này cũng được 4 5 tháng và mình vừa làm vừa học hỏi những cái kinh nghiệm, những cái feedback, những cái comment của các bạn giúp mình rất là nhiều, giúp mình cho việc là tạo thêm động lực để mình làm thêm nhiều video nữa. Các bạn đặt những câu hỏi rất là hay và từ cả cái câu hỏi đó mình làm thêm nhiều cái video để trả lời cả cái thắc mắc và đáp ứng các cái nhu cầu của các bạn hơn nữa. Thì hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ channel của mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người a wonderful weekend. Bye bye và hẹn gặp lại cho cái video tiếp theo.